Trước khi An mình cũng chia sẻ thì đây là một trong những xe bột chiên mà mình phú thích nhất cái hương vị ở đây. Thứ nhất là vì nó là vỉa hè, ngồi ăn về cũng rất là thoải mái, nhưng mà thường đa số là Phú mua mang đi. Cái điều thứ ai có đồ cũ đầu mái tủ lạnh bán không? Ai có đồ cũ đầu mái tủ lạnh bán không? Ai xin chào mọi người. Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón các bạn đã đến với PM Food Travel. Hiện tại thì mình đang ở khu vực quận 3, đường Bàn Cờ. Nói chung là cái đường ở đây gần với chợ Bàn Cờ. Tại sao gọi là chợ Bàn Cờ thì mình cũng lý giải một tí xíu ha. Thì tại vì ở đây các gần như là để vô chợ Bàn Cờ là có tới 3 hay 4 hướng để có thể vô chợ Bàn Cờ. Và những cái con đường ở đây nó cắt ngang, cắt dọc như một cái bàn cờ vậy, cho nên gọi là chợ Bàn Cờ. Thì mình đang ở địa chỉ là 216 bit đường Bàn Cờ. Mọi người đi Nguyễn Đình Chiểu có thể quẹ vô Bàn Cờ, hoặc là từ đi Nguyễn Phủ quẹ vô cũng được. Đây là một địa điểm mà ở lâu rồi mình đã có quay. Thì lâu ngày nay thì mình thấy là cô chú bán bây giờ nó bị thưa, tại vì cô chú bán trong hẻm, như là lâu đẩy đường, cho nên mình muốn quay lại giới thiệu một địa điểm ăn ngon này cho mọi người và các bạn biết luôn. Thì đây là xe bột chiên của hai cô chú người Hoa. Đây, thì bây giờ chắc là mình sẽ qua chào hỏi lại cô chú rồi hỏi thăm xem có thay đổi gì không, chờ gửi cho mọi người các bạn nha. Trước khi xin tiếp, mọi người nhớ like share cũng như là ấn nút subscribe để ủng hộ kênh, cũng như là đăng ký fanpage group PM Food Travel và bạn, để mọi người có thể chia sẻ những món ăn ngon ở trên đó, hoặc là đăng ký Instagram để ủng hộ tụi mình. Cảm ơn mọi người và các bạn rất là nhiều. Thôi xin mời mọi người các bạn, chúng ta qua gọi món. Đây là xe bột chiên của chú Mạnh và cô Ngọc. Mọi người thấy không? Con chào cô chú. Bên đây đi, bên đây. Ủa, hình như là do Tết người ta ở đó, mình chú về ở đây hả? Dạ. Dẹp vô được, người ta trồng bông. Cô chú biết chừng nào họ dẹp không? Thấy qua rằm. Qua rằm. Tại chân bông là bông sắp héo rồi đó. Thấy bông gần héo rồi. Yeah. Ủa, chú bán lại từ mùng mấy vậy chú Mạnh? Bán mùng 6. Mùng 6 là chú bán lại rồi. Đây là mùng 6 tới là tôi. Nha. Yeah. Còn bây giờ là giờ chú dẫn buổi chiều là mấy giờ là chú ra đây? 4 giờ. 4 giờ là chú ra đây. Còn buổi sớm là chú dẫn đẩy dọc đường. Bán thì bán dọc đường Nguyễn Thật. Sáng là mấy giờ chú bán? Bán từ sáng luôn không? Sáng hả? Dạ. Sáng 7 giờ. 7 giờ chú bán. Đây nè, đây là đồ cổ nè. Cái hũ này không biết mọi người biết đó, hồi xưa là nhiêu đựng sữa bột nha mọi người. Cho ai mà thắc mắc cái hũ này đựng cái gì mà sao nhiều người cứ nói là đồ cổ. Họ mày đựng nhiều đồ tốt lắm á. Ủa nãy con nghe anh kia có chú có bán trứng vịt nữa hả? Không. Chỉ bán trứng gà thôi đúng không? Dạ. Trứng vịt ít người bán. Qua Tết thì chú có tăng giá không? Không, chú bán cũng 20. Vẫn 20 một trứng, còn 2 trứng thì 25. 25. Nè mọi người nhìn, đây là hũ giấm với tương pha. Bữa nay chú có thêm một hũ giấm tiều nữa đúng không? Có lâu rồi. Có lâu rồi, còn bữa con không nhớ. Ai ăn chua bỏ vô. Ai thích chua hơn thì mình pha thêm. Không có sợ. Tỏi, phi, đu đủ. Nè. Này chỉ đây một trứng rồi đúng không chú? Ba, một trứng.
Cô với chú, cô bán tối phụ chú luôn hả? Từ lúc con gái cô lấy chồng giờ là ở đây phụ ổng, bỏ xe trên trường học luôn, không bán được. Trời, vậy là mất một chỗ rồi. Rồi vậy. Một mình chú đâu có kịp. Là chú làm cho con dĩa hai trứng nha. Dạ. Con ăn giòn một tí. Có giới thiệu cho những cái điểm khác của ở quán này với lại quán kia, mình phải ăn nhiều đúng không? Thì ở đây thứ nhất là chú là người Hoa nè. Chú những cái nguyên liệu là chú làm tự làm hết. Rồi còn cái gì nữa không nè? Bột này chú có phải lò nào đặc trưng không chú? Cái bột. Bơ đặc trưng rồi, và cái bột này của người Hoa làm không à? Dạ. Con thấy nhiều người toàn lấy ở ngoài đó. Của người Hoa nó dạ. Nó dẻo dẻo. Dạ. Nhưng mà con thấy có nhiều chỗ như lâu lắm rồi. Là ăn cái món này là có cải sá bấu nữa đúng không chú? À, tại đây người Nam không. Dạ. Ít cái ăn quá bởi vì bán bình thường. Bình thường dễ ăn hơn. Dạ. Ủa mà cái đó cái cải sá bấu đó là nó xào quá hay sao chú? Xào đúng rồi, nêm nếm lại. À là mình đâu có để lâu được đúng không? Ờ cái món đó để lâu. Vậy nếu mà để số ít quá thì cũng không. Nhưng mà cái món đó thì pha chế vô thêm thôi chứ dạ. Còn đúng ra bán bột chiên là đơn giản là. Dạ. Là nó đơn giản. Ừ. Của nó chia hai hộp. Cái này giòn chút. Dạ. À, con ăn tại chỗ, con ăn tại chỗ nè. Này luôn hả? Ủa cái này chú có này của con đúng không? Ờ, à, này của con. Dạ. Của con như luôn là mày ăn chín vậy luôn á. Ờ, tao ăn chín ăn gì cũng được hết. Tại thường ăn thấy thì à, đây là tỏi hành là sau khi chú chiên xong chú mới chiên cái kia riêng. À, mới bỏ hành tỏi vô, bỏ tép mỡ riêng nữa là đó. Chiên chú không có xào chung. Xào chiên nó thơm hơn. Dạ. Yeah. Lỡ quay ra là cho chú làm mà hơi làm chú mất tập trung nè, à, nó hơi khô cái chảo. Cô chú là có mấy người con? Hai. Là một người con gái với ai? Thằng trai 28 người với con gái. À. Con ăn đầy đủ thôi. Dạ, ít ớt. Giờ mình có nghỉ ngày nào không cô chú? Ít lắm, ngày nào có công chuyện nhà mới nghỉ. Lễ cũng đâu có nghỉ. Ừ, lễ cũng không nghỉ. Dạ. Ngày nào có công chuyện rồi mới ra. Ủa con mới chung đi ra chung đây. Dạ, à, Trang, dạ. Cho con cái chén riêng đi. Lát rồi dạ. Con Trang vô. Rồi. Trời, sắp tối. Quán bên kia đông ghê á. Không biết tim sum nó ngon hay không ha. Mà giá thấy mình thấy đây, mình thấy giá kỳ, mình cũng có nghiên cứu, mình thấy giá nó cũng hơi cao. Cho nên cũng nên suy nghĩ đắn đo. Rồi, thì bây giờ chắc là chia sẻ một tí xíu. Coi như là hôm nay là quay món bột chiên này, coi như là khởi động nhẹ nhàng. Vì nói chung là bây giờ là cũng mới mùng 11, 12 à. Cái clip này mình đang quay nè. Thì hiện tại là do dịch cúm cho nên rất là nhiều nơi vẫn có chưa bán. Nhất là coi như là các món ăn mà ăn vặt ở trường học là coi như là mấy cô chú anh chị mà bán ở đó coi như là thất thu mấy ngày nay. Vì bây giờ học sinh nghỉ tới một tuần hơn lận. Đó là bữa giờ thấy cũng có nhiều người họ đăng đó, họ bị thất thu không có tiền để mà trang trải. Cũng không biết làm sao đây, hy vọng là dịch cúm sẽ qua. À, mình cũng chia sẻ thêm một thông tin là mình có làm một cái kênh phụ là Sắm TV. À thì mọi người mình kênh đó mình sẽ chia sẻ những cái kệ là cuộc sống đời thường hoặc là những lúc rảnh mình sẽ quay cái cuộc sống ở những cảnh vật thành phố Sài Gòn hay những cái sự kiện ở ngoài Sài Gòn cho mọi người xem. À, mọi người có thể bấm vào là để mà xem ủng hộ nha. Nhớ cho mình là xin một subscribe để mình đạt được cái điều kiện YouTube là 1.000 người đăng ký. Hy vọng là đây vậy. Cảm ơn mọi người các bạn rất nhiều. Bây giờ là cho cuối mình xin mời mọi người chúng ta ăn bột chiên ngày hôm nay. Trước khi ăn mình cũng chia sẻ thì đây là một trong những xe bột chiên mà mình phú thích nhất cái hương vị ở đây. Thứ nhất là vì nó là vỉa hè, ngồi ăn về cũng rất là thoải mái, nhưng mà thường đa số là phú mua mang đi. Cái điều thứ hai đó mình thích hương vị ở đây chính là khi là chú đem đến theo kiểu người Hoa ăn giống như ở nhà làm vậy đó. Rồi, đây là chú xài bột chiên người Hoa ha.
thì bây giờ không gian nãy nó rồi không tặng. Đúng rồi, không gian ngoài đây thoáng mát mà cũng nhỏ thôi, cũng không có nhiều chỗ để ngồi đâu. Bây giờ mình chấm vô nha, anh thấy là mình trang hai trứng là 25.000, một trứng là 20.000. Mọi người có biết là sau khi mà hàng phú nó dẫn mình đi ăn đây là mình cũng luôn thường xuyên ra đây ngồi. Đây là một trong những cái xe bột chiên mà ăn lâu dài nhất. Bột chiên người Hoa á, mọi người để ý á, nếu mà mọi người các bạn ăn á, sẽ thấy á, chúng ta ăn chúng ta sẽ cảm nhận được cái phần bột. Những người mà người Nam họ bán, họ mua về thì cái mình ăn nó sẽ cảm giác nó giòn nhiều hơn là cái lớp bột của người Hoa. Cũng muốn kiếm những cái chỗ có cải sá bấu cho mọi người á, mà chưa có kiếm ra. Cái đó là coi như là chuẩn vị bột chiên người Hoa luôn, là ăn cải sá bấu chung nữa. Xin lỗi mọi người các bạn ha. Thì mọi người các bạn nãy trong lúc mình quay á, thứ nhất là do mình ăn trứng chiên chín, thằng này thì nó ăn ốp la nên cái dĩa khi quay ra nó không có đẹp. Với thứ hai nữa là do quay chú lo hay là vừa làm chú vừa trả lời chú không có quen á, nên là chú để lửa lớn quá nên là nó hơi cháy một tí xíu, thì mọi người thông cảm với chú nha. Chứ chú làm mà ăn là những cái nguyên liệu là chú làm đều ở nhà tự làm nó sạch sẽ lắm. Mà chắc là giờ trang rồi nè. Cái giấm ở đây á, giấm tường ở đây ăn á không có bị gắt cổ. Có nhiều chỗ á ăn á, ăn xong cái nó cái đọng lại cái hậu ngọt ngọt, nó ngọt ngọt rồi chui chui cái trong cái miệng mình nó kỳ. Hôm nay mình húp lát hồi là nó không còn cái vị đó trong miệng của mình. Ai mà ăn đi rồi á cho mình cảm nhận dưới nha. Chú bán đây lâu lắm rồi đó. Một cái xe này mà chú bán, chú nuôi con chú ăn học. Rồi giờ con gái chú đi lấy vợ, chú lấy lộn. Lấy chồng rồi. Lắm rồi các bạn. Rồi có người thì con trai nữa, 28 tuổi nữa. Đang định nói trong đầu ấy, nó chạy chữ người con trai nên lấy vợ. Mày thấy con gái chưa? Chưa. Không, hình như là bữa tháng lần rồi, không nhớ mặt. Xinh mà. Mẹ xinh. Xót 3 lần 3 bắt đầu lại. Nãy giờ nói chung là bây giờ cái máy này á, quay đêm á, nó bị một cái trục chặt nữa là mọi người. Tức là không biết lúc nào đang quay vậy á, tự nhiên cái cục pin nó bị đẩy ra, coi như là phải quay lại từ đầu. Mà lúc không phải nó bị đẩy ra gì? Mà là buổi tối á, do cái máy này nó xài cái ngàm chuyển nè. Xài ngàm chuyển cho nên là cái ngàm này nó lấy nét một chút xíu là bị lỗi. Nó là bị lỗi là coi như là phải quay lại từ đầu. Mà mọi người biết rồi đó, nhiều khi đang ăn được nửa dĩa rồi nó bị. Rồi đó, không lẽ phải kiếm thêm một dĩa mới nữa ăn. Nữa, khổ lắm buổi tối, nhưng mà chắc mình phải đợi lúc mà mình đổi thiết bị nó tốt hơn. Nó nhiều thứ phát sinh lắm, nào là ánh sáng rồi không gian quán, người khách khứa tùm lum hết á. Bây giờ đồng cảm nha. Khi nào mà tụi mình có thiết bị tốt hơn thì tụi mình sẽ quay nhiều món buổi tối hơn. Ở đây á, cái miếng bột của chú sắt á đều lắm, nó đau lắm, nó không có quá dày, nó vừa phải nên ăn mình không có bị, cũng không bị ngán bột. Rau lật ngang đi. Nghe thẳng nha. Giỏi. Đó. Không có gì thì em thấy ngon quá. Bột chua á, cay á. Nó có một cái độ dai dai nhẹ. Khi mà mình ăn thì chỉ giòn. Đu đủ là bào sợi mỏng nha. Giòn. Ra mình nhắm quay lại lâu lắm rồi. Tính ra đến nay cũng là một năm rồi á mới quay lại chú. Tại thấy ở trong đây đường vắng nè, bây giờ cô chú cứ đi ngang á, ngồi hai cô chú ngồi đó ngồi vậy đó tội đó. Mình cũng muốn quay lại, tại thật ra thì cô chú bán á vẫn hết, tức là đến giờ hết nhưng mà nó sẽ hết trễ. Mình quay thì hy vọng là nhiều người đến thưởng thức hơn, biết hơn, rồi giới thiệu nhiều người tới ăn nữa. Thì cô chú bán hết sớm thì cô chú về nghỉ sớm. Rồi, xin phép mọi người các bạn mình ăn một miếng nữa nha. Rồi mình làm tổng kết. Nhưng
mà nói chung là cả nhà mà ai mà gần đây ăn thử đi. Mình nghĩ là có nhiều người đã ăn trên này rồi. Biết. Mình đảm bảo là sẽ ngon. À, tấp mỡ dành cho ai tín đồ thích tấp mỡ. À đúng rồi, tao cập nhật cho mày biết, ví dụ là cái quán này của chú là có cái một công ty là Food Man đó. Là họ nước ngoài à. Những cái người nước ngoài đến ăn. Bữa tối ở đây là lâu lâu rồi, có rất là nhiều người nước ngoài tới ăn cái món này. Ừ. Hay lắm, nên là mình cũng mừng, nên là mình quay xong mình tự thấy được như vậy mình cũng mừng. Rồi, ok. Được. Cắp đầu mày. Đây là xe đạp của chú chạy ra. Thì cái xe đó là mọi một người đẩy, một người đạp. À, rồi. Thì bây giờ trời cũng đã sụp tối. Mình chia sẻ lại ha, địa chỉ mà chú bán là 26 bit đường Bàn Cờ 3. Nhưng mà nó có bị một cái như vậy nè, nếu mà mọi người mà đặt ở trên mạng á thì sẽ không có cái địa chỉ này, nó sẽ bị lộ một cái địa chỉ bán bột chiên ở trong hẻm. À, thì mọi người lưu ý cái đó ha. Thì mọi người có thể đặt là đặt theo kiểu mà dạng đặt mà tay á, đặt tay giao xe ôm giao á, chứ không phải là đặt food. Thì tới đúng địa chỉ này thì họ mua đúng cái xe về hai cô chú thì mà mọi người sẽ dễ đặt hơn. Đối diện Huo Gulo. Rồi, rất cảm ơn mọi người, các bạn đã dành thời gian xem tiếp. À, chú bán là buổi sáng là bán rồi. Thì chú sẽ đi đẩy dọc ở các đường Nguyễn Thiện Thuật. Có cần xin số điện thoại không ta? Xin số điện thoại cho chú. 0938 011 348. Dạ, con xin số điện thoại để lỡ ai buổi sáng mà muốn kiếm chú á thì gọi chú. Chú đang ở đâu họ chạy tới họ mua. Rồi vậy nha. Rồi đã lúc phải chào tạm biệt mọi người rồi. Mọi người yêu thích clip này nhớ like, share cũng như là nhấn subscribe cũng như là tham gia vào group fanpage Instagram của tụi mình để phía dưới phần mô tả, mọi người bấm những cái mũi tên là nó mở ra liền. Rồi luôn nhớ, một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn những clip hấp dẫn kế tiếp. Cái gì? Đâu rồi? Chạy vòng chơi. Lâu rồi không làm xe đạp. Bye. Bye.